Cô chào con, con xin được nhận xét bài tập của con từ ngày hôm trước. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay hai cái video. Video đầu tiên sẽ sử dụng cái mẫu câu để trong chủ đề places. Đó, nhớ tên chủ đề thì mình đọc đúng ending sound của nó là z. Đó, tên chủ đề thì đúng phần con nhé. Rồi, ở đây con đã áp dụng đúng cái mẫu câu where are you và điền cái nơi đến của mình vào, cũng như là cách trả lời của con ngắn gọn, đầy đủ các ý trong cái chủ đề. Riêng đối với cái câu thứ ba là where are you going to meet friends? Friends là cái số nhiều nên con sẽ phải làm rõ ending sound của cái từ này ra là z nhé, chứ đừng cứ đọc là friend thì nó là số ít mất nhé. Bạn bè mà số lượng thì chúng ta sẽ thêm vào số nhiều mà nhé. Rồi rồi cái câu trả lời trong cái mẫu câu này của con đọc là school. Đó, school là ngôi trường. Rồi tiếp đến các từ áp dụng cái từ ở trong cái bài quay video thì có các từ như sau: store, school, park, hospital, pit, movie theater, bank, stadium. Đó, lưu ý cho cô cách đọc các từ trong cái video. Còn lại thì cô thể con thuyết trình và đọc bài thì rõ ràng mạch lạc rất là tốt. Chúc mừng con và lưu ý cách đọc các từ mới con nhé.